Thưa quý vị, việc dần mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh như siêu thị, cửa hàng tiện ích nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trong tình hình mới. Song song với ý thức của người dân được nâng lên, các đơn vị đã duy trì thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 để hướng tới sống chung an toàn với dịch bệnh. Tại siêu thị của ấp mắt Bến Lức, khi được nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số 15, lượng khách hàng có tăng nhẹ. Để đảm bảo an toàn cho không gian mua sắm, siêu thị duy trì thực hiện 5K, kiểm soát mỗi lượt ra vào 20 khách, trang bị vách ngăn ở khu vực nhân viên thường xuyên tiếp xúc khách hàng, test nhanh 3 ngày một lần cho người giao hàng và hàng tuần đối với 20% cán bộ nhân viên, khử khuẩn định kỳ và kiểm tra hồ sơ an toàn COVID của nhà cung cấp khi đến giao hàng. Hiện nay thì gần như tất cả các bạn nhân viên đều đã được đi làm trở lại bình thường, kể cả ở những bạn ở những cái vùng địa phương ngoài địa bàn của Bến Lức. Tuy nhiên thì siêu thị vẫn thực hiện cái việc sắp xếp ca 3K để có 2K làm việc và 1K dự phòng để có thể tăng cường lực khi có sự cố phát sinh. Tuy nhiên thì hiện nay tất cả nhân viên của siêu thị cấp mắt Bến Lức đều đã được tiêm vaccine mũi 2 gần như đủ 100%. Đây cũng là một cái sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với siêu thị cấp mắt Bến Lức để có thể các bạn có một sự yên tâm trong cái việc kiểm soát an toàn COVID khi phục vụ khách hàng. Đối với các mặt hàng tươi sống, mỗi ngày siêu thị cung ứng gần 1 tấn rau củ địa phương, 500-700 kg rau củ Đà Lạt, gần 300 kg thịt heo để đáp ứng nhu cầu của 700-800 khách hàng. Ngoài ra, nhóm khách hàng từ các doanh nghiệp công ty ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10% so với giai đoạn trước. Do thực phẩm được bổ sung thường xuyên, trong đó phải chủ động nguồn hàng tại chỗ nên giá cả phù hợp cho người tiêu dùng. Các mặt hàng của mình thì cũng tươi, ngon, đáp ứng đầy đủ cho mọi người để mua. Nói chung là thực phẩm thì mình hài lòng, rất là tươi ngon. Còn đối với cửa hàng điện máy, khi mở cửa trở lại, lượng khách cũng tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm không quá cao, tập trung nhiều nhất ở nhóm laptop do nhu cầu phát sinh trong mùa tụ trường gắn với việc học online. Để hoạt động kinh doanh được thông suốt, công tác phòng chống dịch luôn được quan tâm thực hiện. Bên em cho đảm bảo là 100% khi nhân viên đi làm lại là phải có giấy test PCR âm tính. Và thứ hai nữa là tụi em kiểm soát cái lượng khách hàng vô cửa hàng á, thì không quá 10 người. Những khách hàng bước vô siêu thị thì họ có được giãn cách tối thiểu là 2 mét. Tụi em có đo thân nhiệt nè, vệ sinh sát khuẩn tay, và sau đó là khi khách hàng quay trở ra về thì nhân viên sẽ lau chùi những cái khu vực mà khách hàng có thể đi tới để đảm bảo cho cái công tác phòng dịch nó tốt và như là an toàn cho khách hàng và nhân viên. Nới lỏng giãn cách nhưng không buông lỏng công tác phòng chống dịch. Ý thức chấp hành của mỗi cơ sở kinh doanh và từng khách hàng là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiếp tục khởi động lại các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển sang giai đoạn sống chung an toàn với dịch bệnh.